Giáng sinh buồn nhất là một trong những Giáng sinh mà chị bị mất việc lúc chị mới sang Mỹ. Mà gia đình thì sống nhờ cái đồng lương của chị. Mà nguyên cái tháng 12 đó chị mất việc, chị không có việc làm. Chị rất là lo. Mà thường thường em biết tháng 12 xong là tới Tết Việt Nam thì rất là nhanh. Mà thường thường là chị hay gửi tiền về giúp gia đình là tháng 12 hoặc tháng 1 để cho mọi người có thể mua sắm và chuẩn bị. Năm đó chị không có gửi tiền về nhà luôn, tại vì chị không có khả năng. Nhưng mà thực ra má Tuyết của chị là người ở Đà Nẵng, là người mà đứng trên giấy khai sinh cho chị á. Bà, những cái năm tháng mà chị gửi tiền về đều thì lúc nào bà cũng trích ra một cái món tiền để dành ra đó. Và người quê chị gọi là tiền phòng hờ mưa nắng đó, em gọi là tiền bệnh, tiền này tiền kia đó. Thì cái năm đó là gia đình chật vật, không được xong tự nhiên mọi năm. Nhưng mà chị buồn là cái chỗ là mình ở nước ngoài, mình có nghèo có khổ gì chăng nữa, mình vẫn còn rất là sung sướng hơn người nhà của mình. Nhưng mà khoảng tới ngày 24 thì chị được một cái điện thoại gọi là chị có việc làm. Là bởi vì sao? Có nhiều bạn bè đã có người yêu, hoặc là người ta có những cái tiết mục người ta muốn đi chơi vào ngày 24-25. Rất là nhiều bạn không muốn đi làm. Chị lãnh, chị làm hết. Tại vì mình không có thân nhân nhiều ở nước ngoài, mà nếu mà chị cứ tranh thủ nghĩ, chị nghĩ như vậy nè, đi chơi thì lúc nào đi cũng được. Mà thực sự mà nói, em biết cái ngày Noel á, đối với người ngoại quốc, nhất là người Mỹ, nó quan trọng như ngày Tết của mình vậy đó em. Tại vì ngày Tết mình là bà con, anh em ở đâu cũng đi về nhà hết. Thì ngày Noel là ngày mà tất cả mọi nơi người ta về nhà, người ta quay quần bên nhau, người ta nấu những món ăn cho nhau, người ta trao quà. Và những cái món quà đó là người ta phải bí mật nữa, chứ không phải như người mình mà thực tế là năm nay con thích cái gì, mẹ sẽ mua cho con cái đó. Nhưng mà người ta là phải bí mật, phải theo dõi, phải biết là cái người đó thích cái gì và mình đem tới cho người ta, và phải ngạc nhiên nữa. Mà thì đối với chị là cái năm đó là chị vừa buồn là mất việc khoảng 3 tuần trước, nhưng mà ngay đúng ngày 24 chị lại có việc làm. Chị làm gấp đôi luôn, và làm qua tới ngày mùng 2 của tháng 1 luôn. Tại vì người ta nghỉ lễ, người ta nghỉ lâu lắm. Mà em biết mình làm nhà hàng mà. Nhà hàng thì những cái ngày đó, người ngoại quốc người ta có nhiều gia đình, cũng không có phải có thân nhân đông, người ta cũng cần đi ra ngoài để ăn uống đó. Thì nói chung là trong cái rủi nó có cái may. Mà chị nghĩ rõ ràng là ơn trên nó đã sắp đặt như vậy rồi đó em. Không ai mà mất tất cả, cũng không ai có tất cả. Noel năm nay ngày 24 thì chị đã nhận lời hát cho chương trình Duyên Dáng Việt Nam tại Đà Lạt, hội chợ hoa đó. Thì coi như đây là một cái món quà Noel đối với chị là thú vị, là lần đầu tiên hát ở Đà Lạt. Mà ở trên Đà Lạt chị cũng có thân nhân nữa. Bên phía bố nuôi của chị. Và nghe nói là cái không khí Đà Lạt nó lạnh. Thực sự Noel là lạnh thì nó mới ra cái không khí đó. Mà mới hồi nãy đây chị đi tập với ban nhạc, thì cái anh trưởng ban nhạc anh bảo là chị ơi, từ 7 độ là nó nha, chị cẩn thận coi như mặc đồ ấm. Thì chị lấy vậy thì càng thích nữa. Tại nó phải lạnh mà nó nhiều khi mình phải nói chuyện mà bốc khói ra mới cảm thấy đó đúng là Noel. Chị nghĩ đây năm nay sẽ rất là thú vị. Và dĩ nhiên bên cạnh của chị có Roland đi theo nữa.